Ơi chào các bạn. Bữa nay tất cả mọi người kéo nhau vô đồng nha các bạn. Đây đội quân rồi. Ủa đâu mất tiêu bánh ghe rồi? Đây các bạn. Đang ở ngoài kia. Bữa nay đi đồng nha các bạn. Đi giao ngoài cái cò đất ngoài á. Anh đi xuống dưới được, anh ngồi mũi nó lắc chịu không nổi đâu. Có nước đá theo không? Có anh đang luôn. Nước lọc trong này đầy luôn rồi. Đủ nước uống là tắm. Có nhưng mình ý mình đem bia không á, dụ vô thôi. Thôi ra ngoài chơi nè. Rồi, xuống. Dạ. Các bạn đem củi ra ngoài bắt đầu nướng luôn nha các bạn. Ê tay lưới mình. Đúng rồi, tú. Có đem cái đèn cho em. Có đem lưới chưa? Rồi ok. Ôi, thấy cái cao bự anh tắm. Anh Tú ra đây chống nè, để anh sau cho Giang nó lấy. Chống tàu nè. Cặp luôn hả? Cặp luôn rồi, đi luôn. Ơi, ơi cao lắm xuống. Vậy? Còn xuống. Mời xuống anh Tâm ơi. Nguy hiểm quá anh Tâm ơi. Sao điện thoại đi mộng để ở nhà nha. Thôi, làm gì làm đừng cho lúa chìm nha. Lúa chìm lại kết thúc chương trình liền. Kết thúc chương trình đại chương trình Vĩnh Long. Hỏi vậy đưa cái dặm đó em bơi cho xong. Bởi vì kẹp vô đây nè trời. Kẹp vô luôn. Chạy qua cái đó đi. Rồi. Tay lái từng lấy ở Kiên Giang mà lắp coi sao kẹ được vậy. Gục đi đó. Cặp ra ngoài các bạn, bữa nay đi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 người nha các bạn. Mang túi làm mũi luôn. Lên đây vô vô. Tay vô nghe, tay chân nghe. Rồi đi nha các bạn. Một vô. Chọn các bạn ơi, xuống cặp xuống nha. Đó lên. Đi lên gọi đúng không? Tay chân xong để cho lại là kẹt cho không sao đâu. Chạm vô nước kìa tôi. Xin chào chào ông chốt. Ừ, em chạm gì được rồi. Chào ông chốt. Để em chạm gì được rồi. Lứ ra. Đó lên. Có tài lấy lụa. Bữa nay mình ra đồng trải nghiệm đây các bạn. Qua đã lại tiếp tục trải nghiệm ngoài đồng các bạn ơi, miền sông nước. Anh Tú mình cái này anh gấp dữ lắm rồi. Bữa nay Tú lái rồi, chờ Tú ơi. Chào anh Tâm. Chào Ba La Sâu. Chào Ba La Sâu. Biết các bạn, bạn biết Ba La Sâu đang làm gì không? Đang nằm muối nguyên một vỗ me luôn rồi các bạn. Muối ông me anh Tâm ơi. À, bà xã của anh Tâm theo giờ luôn nha các bạn. Là gì? Chứ là ai đâu mình. Đây là anh Khanh ở lại chơi với nhóm luôn nha các bạn. Khanh ơi. Anh. Ờ, anh Khanh chưa? Đây là cái thằng gáo. Đây là anh Kiệt. Chào anh Kiệt. Chị là em. À, anh em mình ra xuất phát đem đồ đạc theo xăng rồi cái đem củi ra ngoài này nấu luôn nha các bạn. Đem đồ ăn theo luôn. Có cốc không trời? Nghe cốc, nghe đủ được rồi, cốc làm gì nữa. Chua thấy mờ luôn. Cảnh đẹp quá các bạn ơi. Rồi trong xanh luôn. Đúng rồi kìa. Nó đánh vô mà.
rồi Thú ơi. Tương đương máy dọc vậy đó. Tắt là sai lầm lắm á. Trời ơi, tài xế kìa, tài xế lái lụa. Buông 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 đi em Tâm. Kìa, cặp đắng kìa, cặp đắng kìa. Ơ, ơ, từ từ. Có gì từ từ nói kìa, thằng cái chạy vậy nó quay đầu cái gì à. Bye bye nha. Thôi thôi, giăng nước á. Bye bye anh. Ủa, em mình à, đi vô góc nào. Bye bye các bạn ơi. Ra bờ, ra bờ. Con gì nhảy chấm chấm à. Hết gì lắm hết nha mấy bạn. Gặp vô anh Tâm ơi. Con bà Dương nha. Từ từng có gai nha. Lên đường này đi. Lên đường này đi lắm anh. Thì bây giờ anh chấm cái mũi cho vô đi, mình dễ bước lên nè. Chứ chỗ nào chấm chấm cỏ, đừng cho có con mà Dương. Chị tay nha. Ngày mai gặp lại. Đi xong. Này mát quá ha. Mối gì lắm mà bạn ơi. Ê, cái này như có ai nướng cái này hay rồi vậy kìa. Da này xong nó làm liền nè. Nó mới bò ngoài kìa thấy không Lan? Nó xong, nó xong. Hãy xuống một luôn. Đó nó đâu có dính đâu. Có nào bò nó dính đó. Bò cho ngoài ngoài rồi con á, cái bố á. Ủa, cái thủng đó đó. Hai ba con, hai ba con. Đó lên cây con nữa đó, thấy không? Ê, con gì, con gì, con gì, con gì nữa rồi. Hết, hả? Nhiều lắm, nhiều lắm. Lụm các bạn ơi, trời ơi, trời, giăng mối nó bự. Trời ơi, con giăng mối kìa. Anh Tâm ơi, Tâm. Cái này ếch thì dữ lắm mà quên, chắc nãy đem miếng lưới mình bao bắt trời. Trời ơi, con giăng mối. Trời này, các bạn, con giăng mối bự nè. Tập thù lù luôn. Quá đã luôn. Nãy quên đem cái miếng lưới mình dở bắt ếch thôi. Coi tài nghệ của ba là xong rồi anh khách kìa. Rồi. Cái trẻ đâu là con cá mới nằm đó đó. Rồi mà anh xong mình lội ra luôn đi, không ai đâu là lội giùm. Kệ, hồi lấy cái gì kêu anh Tú chạy về trộm lấy. Anh Tú cái mà anh Tú đi đâu không biết đâu, chắc cả nửa tiếng hồi sao Tú bây giờ. Anh gì anh giải quyết nỗi bồ anh hay vậy? Ủa, nó gọi ra đây đâu? Đây kia rồi. Cái súng đâu? Cái đống mình nó mình cũng có cái đống chà này mà đống cái cây hay sao chắc là dữ lắm luôn, hết dữ lắm hết. Cái này kiếm hàng là có nè. Tới xong rồi mới ra là nhập tiệc liền nha các bạn. Tới chưa đóng lên đây thôi, đóng lên đâu. Nói ra là thích nghi với môi trường sống này, đuôi hay vậy? Đuôi rồi đó. Dọn đóng chẳng có cờ luôn vậy. Thấy đuôi mất tiêu nữa chứ rồi. Giúp đi rồi. Còn chuột nữa đó. Chết luôn rồi. Mới gặp đuôi mà dọn hay chết ha. Giúp đi xa nó còn nữa. Thôi, thôi. Hết đó. Hết rồi, chuột. Chuột. Còn nữa nha. Coi chừng nha. Gặp đầu luôn đấy. Chừng ớt nó nhảy đến cây xong. Bóp nhẹ. Chút dữ vậy. Chút bự lắm à. Tiếp tay liền anh Tấn. Không có đâu, không có chứ. Không bự. Chỗ hết biết các bạn ơi, nó bự mà nó béo nha các bạn. Hang nữa hay không? Má chạy con bự bự ủng quá. Còn hai con hả? Không vậy là nó qua bản đó em ơi. Con xuống mà không? Rớt nha anh chị. Còn hang đó. Nãy có ếch mà. Chuyện nó mất, nó ngã ra. Cùng hả?
còn heo chưa? Bên kia không? Ừ. Còn heo là còn đó, tản ếch nắng nè. Cái chuyện nó phục qua đó nó tắt. Cái này có heo dưới này nè. Con chẳng đó nè, chẳng đùi đó là. Ê, chào. Con dịch vô đó đó. Mới dùng nhìn nữa đó. Đó. Đó là gì đấy không? Đó. Chốt. Trời ơi. Nằm đó là chuột của đống cỏ đúng đất mà. Hàng qua đó đó bà xong. Nó ổ mập kìa. Ôi. Ê. Ờ. Đi đâu? Quát rồi. Đi à. Rồi con hết đó đó. Chuột vô. Bên kia rồi. Con gì đứng đây nè. Ở đâu? Sầu lắm. Sầu hả? Không được. Rồi nó xuống đi. Đấy, có xuống không? Xuống cái làng tú lấy à. Đi, 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 đằng kia, dài kia đi. Bắt cái mối đi. Trời, giúp con cái mối này mà bắt rồi, thì băng xong, trẻ này đi, trẻ. Kiếm cái gì à? Ừ. Bỏ ra coi em chạy đó kệ đó. Xong, dí ra xong rồi. Còn nữa là xong. Trời ơi là trời. Ê! Sao qua đống chàng kia? Trời ơi, cái dọn luôn không? Còn nữa đó. Còn. Còn, im. Nó bắn là dữ lắm chột. Nó hợp ai? Cực. Mất một sống. Đây là bắn nó xong. Chú nó lặn đó. Em thấy rồi kìa, xong thấy rồi kìa. Đó, nó bỏ anh Tám, anh Tám rồi. Thấy không? Chú chạy nó bỏ nó xong, chạy nó chạy kia nó xong. Ê, xong dưới giò, dưới giò đó, dưới giò thấy không? Giò úp nó ngang. Đưa, chạy xong. Ngoài luôn không? Xong, nó xong. Thấy không? Cái góc réo đó xong. Nó em. Mé nước, mé trồng này, kiểu trà nè. Liên dễ anh, liên dễ anh. Đó lên bờ đó xong. Đây. Mấy con trà là thấy anh em mới hổm mà sửa lại một cái. Thấy con hổm mới chưa ngập nè. Kìa. Đây. Dữ lắm luôn. Tâm ơi, xong rồi, khỏi bắn. Bỏ ngoài nữa, anh Tâm, đưa chỉa cho anh Tâm đi. Giỡn nghe cho anh. Rồi, nó qua bãi nè xong. Đấy đó. Tâm lội ra xong luôn đi. Lặn lên bờ đó, chắc chắn luôn. Nó ngoài luôn rồi đó. Cho lội ra ngoài luôn. Đó. Điện chỉa lên nè. Ê, đừng nhấn nhấn đó. Nó lặn căng lắm. Lặn luôn hả? Nó bò nó vô rồi đó. Tự nhiên nó lặn. Anh Tám, coi bên Tám á. Lặn luôn. Dùng hôi. Chặn đường. Rồi, chút cả. Lọt vô trả ra bạch đằng đó. Chưa, đừng thấy nữa. Trời, con nặng này bành không trời. Cả này nè. Ừ, kẻ đó đó. Cho nó. Chuột lặn rồi đó. Rồi, lặn đâu, lặn đi. Nó đi đâu cho khỏi mình. Hỏi nó chả vô hả? Còn nữa nè, dưới này còn nữa nè. Còn. Cho nó ra ngoài luôn. Bành kia á. Dữ lắm chỗ cực đây các bạn ơi.
Lụm rồi các bạn ơi. Đi đưa cái chẻ nắm cái đuôi đi. Đây nè, bự nè. Trời ơi. Con cống mày, cống mày vậy? Cơm. Cơm ơi hả? Cống rồi. Cơm. Cây gốc lăn tầm. Cơm hay không? Cơm. Hắn là chạy con cơm mà vậy đó hả? Ừ. Dạ nó gom vô đây nè. Ta nghe một chút từ từ đi nha. Chút đầu đắng á, chút dài lại. Chút có hang đào luôn, chút kỹ á. Đi. Thôi chạy vô rồi. Xong mới dẫn hoài ta. Cái này mình rút nhẹ hơn. Đây xong xong. Không có gì phải không? Đây chỗ. Lụm rồi nghe các bạn. Chặt rồi, dính. Lụm. Đúng rồi. Thôi anh dính. Lấy cỏ gầm gầm lên. Nắm cái đuôi đó nhìn cũng dễ ra. Nắm đuôi đập cái đầu đó. Trời ơi đó vô. Nó có chạy đây mà. Không chạy nó mất công chịu theo á. Ừ. Ta nắm cái đầu nó nắm cái đuôi rồi. Anh giờ đi. Đó đó là con gái nó biết quào xoài đó. Dục đâu rồi trời. Con này là của tôi nha. Lặn rồi, lặn rồi. Lặn là lặn luôn tay Giang ơi. Con này là của tôi nha. Rồi sao lặn ngoải nhóc trơn trời. Giang tới lặn luôn Giang ơi. Mình chút nữa mình để ý nó có dao nha. Dừng vô bờ đó Giang, vô bờ đi Giang. Vô bờ á, lộn dao. Tìm 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 tìm. Hai con luôn đó. La lại la. Vô bờ rồi đó, hai con lặn đây đó đó. Thôi, luôn nghỉ tay luôn, bắt tiếp mấy anh em cái nha các bạn. Còn nó cống gì vậy? Cơm rồi. Cơm không có cống gì. Ôi trời ơi. Đó là nó bắt được hả? Nó gom vô cái hang này các bạn. Đưa cho anh Tuấn này xong. Không. Ôi cũng nhum. Một con không nhum các bạn ơi. Đúng là không nhum luôn. Hai con nữa nè. Chúng ta mới dậu mà. Trời ơi cũng nhum. Cũng nhum. Trời ơi là trời. Mèo quá. Lúa quay lại lúa rồi. Nè nè. Lúa con chuột. Nguyên bạn cũng nhum mày. Dữ lắm rồi. Giơ cầm tay rồi coi. Tránh thằng con chuột. Trời ơi, cầm tay này không có vé luôn. Không có vé luôn. Trời ơi, trời. Còn đó. Nguyên một bầy luôn. Ê, còn bao nhiêu lắm vậy tôi ơi. Tôi ơi, cầm nhầm không à. Về lại tôi. Ê, cũng nhầm không hả? Ê, bên đó còn được rồi, bên đó còn được rồi. Cầm đi, mình cầm đi. Cầm đi. Chạy lại tôi. Đu. Trời ơi, cũng nhầm. Cũng nhầm. Đúng sắc rồi phải ôi, với Quỳnh ơi. Con này cũng bự dưới thằng nữa nè. Được không? Trời ơi trời. Nó rồi nữa. Mày cũng nhâm luôn rồi. Đừng đào nó bươi lên á. Đưa coi xong. Hai con. Còn nhiều lắm nhiều. Nhiều lắm nhiều. Ơi. Hình tập đâu này tu. Ơi. Còn hết. Còn hai trong không? Ê. Cháu ơi xong. Còn hang không? Quá trời ơi. Biết cái bài cũng nhâm nó ngon rồi. Rồi cái cảm giác cũng nhâm này bữa nay nó ngon tuyệt nha các bạn. Hết biết rồi. Mấy con? Đây nè. Lắm nhiều rồi. 5 con. Dương Sang lấy con hay cầm con không? Cầm con. Hết hang hả? Còn hang thối luôn hay dạ? Đây mình về bóng ma bóng cây các bạn ơi. Dữ lắm rồi, bữa nay bội thu rồi. Ê, trời anh ta Tâm cầm hai tay kìa. Cầm đe đem len gì luôn ha các bạn. Ê các bạn ơi. Dữ lắm rồi. Trời ơi. Ngay động rồi chị ơi. Biết rồi. Còn gì để nói nữa. Anh Tâm. Thưa các bạn thấy anh Tâm. Đây các bạn. Trời ơi trời. Cống hết hồn cống bự nè. Nó mập. Thụ lụ luôn trời. Không có gì bằng cái này nó chứ. Nó là cái này là đúng sách luôn nha các bạn. Mệt rồi. Chuột bên đây quá trời các bạn ơi. Giữa lòng nước mênh mông. Quay vòng cái cảnh nước cho. Rồi cho em mượn cái hộp quạt luôn.
bắn nó ngáo mạnh vậy nha mày. Cho em mượn ngọc quạt thôi. Nhúng lửa là mình lấy than nha các bạn. Chứ em không không nổi á. Này. Đó. Mình lá thêm đó, thêm đó. Thêm. Lá đi. Cái này ta kêu là cái gì? Cái kêu bằng cái gì giống như giả ngoại hả? Hay là cắm trại, cắm trại. Này cắm trại giữa đồng nội các bạn ơi. Quanh bốn bể là nước. Mà là xong đi tắm rồi kìa. Chìm luôn rồi, chìm luôn rồi các bạn ơi. Chụp cái chụp ảnh kia nha. Xuống kìa Tú. Quá mát rồi. Lấy cây chọi. Lùi tay làm nhúng lửa. Này giống cắm trại hết ta. Trời ơi con chuột con tính nó bự kìa trời. Ủa anh Tâm mình biết nhóm lửa luôn. Biết luôn. Cái gì anh Tâm không biết. Tao không hiểu là cái gì nữa nha. Không hiểu là cái gì luôn. Ừ. 50-50 cái gì? Không phải. Không phải. Cái gì không biết làm chứ đó. Còn nhiều cái tiềm ẩn quá. Qua này chưa ăn mè. Món gì? Món gì? Món gì? Mè chấm muối ớt. Càng. Càng. Chấm gì? Muối này kéo mà. Ok. Ngon mấy bạn ơi. Quá ngon. Món này là món ngon ăn đi. Giữa đồng nội rồi. Con nhường cho chú luôn nè chú ơi. Thôi. Trời ơi, con nó mập ra tám. Rồi chút xíu nữa mình có than mình nướng nha các bạn. Này xuống tắm biển. Đó, đi tắm đi. Đây có một thành viên tiếp tục gia nhập. Lúa cũng muốn tắm nữa các bạn ơi. Quá mát các bạn ơi. Quá mát thôi. Thôi lúa tắm đây. Lúa muốn tắm. Rồi lúa gia nhập với anh em luôn các bạn ơi. Mấy anh em vừa tắm xong rồi các bạn ơi. Lúa cũng tắm luôn. À, cái bụng bả kìa. Mà là xong. Anh Tám với anh Tâm đang ngồi đứng chụp. Trời ơi, chút xíu là không tạm nhận vậy. Lửa mấy công xù ra nước trước đi. Bỏ lên xù đi, bỏ xù đi. Ừ. Các bạn thấy không? Bả là xong lột á là cái lớp da mỡ á là lấy lại hết chứ không có lột đỏ không chuột các bạn. Bả là xong, lột hai quá bả xong lột luôn rồi bả xong. Lột ở dưới đi, đang nướng đây mà lột gì? Quay cái bọng vô bạn.
Đó. Lại tiếp tục quay quần bên nhau các bạn ơi. Chiều nay anh Tâm nó về Trà Vinh rồi. Mấy anh em kéo ngay vô đồng vừa nướng chuột. Văn lứ, mà bữa nay chắc không văn lứ rồi, quá trời cá rồi. Cá phi khô nữa nè. Anh Tú anh bắt được mớ cá rô phi này các bạn. Sẽ phi khô nha. Phi khô nè các bạn, con nào lấy gì nè. Tú đang làm cái luôn Tú ơi. Bên đây được còn mớ là chưa làm xong nè. Cây nãy đâu dốt em cây nãy đi được rồi đó. Còn cái này đem về nhà đi. Cái nào? Cái gỗ quá. Ê xong dớt không? Chứ ăn nướng ăn hết thì nướng từ từ thôi, chưa bắt được. Ừ. Chủ yếu mình nướng mấy nhân mối nữa đi. Ừ. Nhân mối thôi. Nhân mối để nướng xào đi anh, dớt dưới đó. Mình làm món. Dớt đó. Để hồi mình nướng chuột mình quất cái là mình nướng để cái mối lên là mình ăn luôn là được rồi. Nhiều quá ăn hết rồi. Thật sự không hết đâu. Dễ dàng nổi. Đem về cái nãy phải mình. Bây giờ anh đem ra ngoài chỗ nắng anh để chỗ ráo nước luôn là ngon lắm. Chiều nay ngon. Để dưới đống cây. Để ngay đống cây anh ta. Để dưới đó. Cùi bia để vô thùng đá đi. Không để. Được được. Mà ăn không hết luôn nha các bạn. Mình đây sạch. Thôi rồi để rửa tay sạch. Bỏ vô để họ lấy nước uống luôn á. 2, 4, 6, 7 con à, 3, 8 người hết đâu. Trời người cái đùi cái này. Là... Đúng rồi, phải con này nữa nó mới được. Này là con của Tú nha các bạn. Đến luôn. Này ông ơi, Giang làm gì Giang? Trả lại nó Giang. Trời, béo luôn. Giang ơi, Giang, Giang, Giang. Làm món gì vậy? Sớm mình là bắn được 2 con cá rô nè các bạn. Tại mà mình sử dụng ái luôn, mình nướng luôn. Nướng xem mũi chẻ. Nướng bằng mũi chẻ luôn. Bắn xong nướng mũi chẻ luôn nha các bạn. Gãy 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 gãy. Gãy còn gì nữa không gãy? Gãy nữa rồi. Bẻ mũi chẻ ra coi. Gác mũi chẻ lên, gác mũi chẻ lên. Đây nè, gì đó lấy cho nó cứng đi, họ để đây nè. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cá vô đồng mà nướng mồi mồi thôi còn gì bằng nha. Đúng rồi. Mình mới bỏ lên là thằng nghe thơm nữa nha các bạn. Dứt. Mới lên thơm một chuột, không phải thơm một cá. Chuột, chuột, chuột thơm. Hết hồn, trời ơi trời mỡ. Quá béo. Trời ướp bia, làm vài lon nha các bạn. Ăn vô đủ các bạn ơi. Cầm đi. Trong khi trà đại mà mồi nha các bạn, mình ăn điểm tâm trái cây chút xíu nha. Me. Me. Ăn tàn đồ là đồ điều dữ không? Ở từng lễ là đảm bảo cái me của Giang hết trơn dưới con sông luôn á. Me dễ ăn. Trời ơi anh ơi, nước nào vậy chảy đầy đủ chưa? Chắc mấy hát áo em hứng nha. Cái lỗ đó lỗ gì sao? Luôn hả? Lỗ lỗ gì á? Cái lỗ kia kìa, lỗ cái trái lỗ tại cái lỗ lỗ gì? Ai biết hay không, mày dướng dướng ai biết. Lỗ lỗ ấy kìa, lỗ trong cái trái đủ đủ kìa. Ngon sâu. Ngọt không? Chưa đủ ngọt không? Không ăn đâu. Cắn đi coi. Đây mình không có sử dụng phân. Dạ. Chứ cái màu nó đẹp á. Quá đã. Mày làm cái gì? Ủa từ giờ mình nói gì cho mình có ướp lạnh bia chưa? Còn thôi rồi. Mình để lon bia chưa tấm đã kìa. Mát lắm mát. Mới chở rồi đó. Gần chín rồi các bạn ơi, lấy lại con bia ra cái này mấy anh em lương xương cái đó vừa đó. Cái này là cá vô mình nướng mỡ cái đó lột ra là lột ra thơm. Cái đó là mình, các bạn thấy đen gì chứ, thật ra lột cái thịt trong trắng hay rất trắng nha. Đúng là nướng không làm đi, là nướng vậy đó. Gì vậy? Ăn đi. Dứt đi chấm ớt nè. Không đạt. Đó. Đây các bạn. Cá rô mè nướng nha. À, nó vàng nè các bạn. Thơm nè. Chú Thái muốn thử không? Không, ăn đi. Đây thử hồi chú Thái cho ông miếng thôi, ăn miếng thôi. Đây. Con thương không? Chú Thái lắm, con cho chú Thái cái đầu. Ừ, con. Con. Hay bay. À ơi. Thôi, nhường thôi, miếng thôi. À, tét tét là lột ra cho các bạn thấy luôn. Ừ. Bánh ra, bánh chính giữa, cái kỳ ra. Quá nóng các bạn ơi.
Rồi, rồi lấy giày. Gỡ cái áo. Ê, nó lột da trắng bóc. Làm gì á? Có trứng luôn chú hả? Trời ơi. Nó ngọt. Rồi sao anh lấy vô? Sao anh lấy vô? Như vậy, từ từ bơi, lấy tay bơi vô, lấy tay bơi vô. Bây giờ làm sao cho mình vô coi. Chừng nghe. Biết bước lên gốc cây mà. Đừng có giao bộ té. Chú đó nằm nghỉ hả? Chú. Bên đây nè, căn nhà nằm bên đây bên kia thật kìa. Thôi, miếng thôi. Trời ơi là trời. Sao cảm giác sao chú? Ngọt má ơi. Thế nè, anh nằm đây đi. Nằm lại nó đi. Nằm đây hả? Mình không mà. Ngồi vậy coi. Chú ngơi vậy. Thầy mới bắn được hai cái lốc rồi các bạn ơi. Nướng cho nó chín rồi xong cái mình bây giờ mình làm chuồng trước đi, cá lóc từ từ chín. Cá ở đây ghê thiệt chứ. Cô lên đâu? Giang lên bên đây Giang ơi. Đang ngồi đây nè. Đây. Mọi người lon đi, mọi người lon vô xung quanh bếp lửa đi. Rồi, rồi, sao? Rồi, rồi, cắm rồi. Anh ơi, lên ngăn. Ngăn. Cái gì đó? Đừng có lật cái thùng nha. Đừng lật thùng nha Giang. Rồi, người lon nha các bạn, súng nhau. Quậy chân núi lên chưa? Gết. À, hàng cá đâu để vô đâu để được ăn kìa. Thôi đi để cho chủ yếu cho cá lóc chín đi cho chị thì để đi nằm ở trong đó nằm nhò gì em vậy anh em kiểu này chính để hỏi hết hàng vô khui cái này chết người vậy anh khánh còn người đó cá nó nhiều ốc cục nổi luôn vậy gãy luôn rồi hả hết biết nè nè bỏ cái hồn này vô vô 1 2 3 vô vô em vô vô nha ơi vô anh uống với em ly rồi đã vô chị 100% anh cũng phải 100% nha quê có một con lật theo nó thương chứ rõ kìa dứt ý ờ vậy anh uống đi kìa chia ra xé cái đồ chẳng kìa cái đồ con chuột bự kìa thôi bự trước đi thôi từ từ nè anh tám cầm đi nghe mọi người nè các bạn ơi thật là ngon nha các bạn bây giờ mình chấm muối mình cắn nghe nha các bạn trời ơi chấm luôn mút luôn của cái quần xịn anh nè em miếng này đi rồi cảm ơn anh ngon quá các bạn ơi vô nha vô trời vô 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 anh Khánh vô Khánh anh Khánh vô anh hoài à Khánh ngọt thứ hai vô bạn ơi vô nè chú hai vô vô 2 3 vô lên Khánh có nghe nè chạm mà khác không không hả mới để hả cho chín đi vợ gấp chả hồi nó không chín á đi chưa đủ độ nóng để nó rút vô á lên nó chạy nhận đi rồi hả mình sớm nhóm bắt được một con rắn hổ hành cắm câu câu ếch mà thay lại nó ăn ếch đó các bạn ăn ếch thì xong dính rắn hổ hành cũng 7-8 dầm da mà 7-8 lạng xong chiều nay mấy anh em là sẽ làm món nhưng mà chưa quyết định là làm món gì nói đâu ăn mất đâu đó 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 để rồi lặn này nổi trời đất ơi còn nhìn ếch hay quá ở đâu nữa nè ở đâu rồi tuốt ngoài, ngoài hả tuốt ngoài hả để đây nè anh Tám ăn cái gan người đẹp bắt đầu bước lên cầm gì cũng nổi nè ăn cái bộ lòng chuột không ăn cái này hết mà ăn cái này em ăn miếng mộng làm ngán dạ bưng cho muối giùm má bưng với má vô lấy một bánh nó quay lên tú vô anh vô đây ngồi hấp dẫn rồi đã ha trời có gì chở có vô ăn ăn me chở có rô rồi là xong thử đây ra thử cái đi vô 1 2 3 vô nè
này giống mình cắm trại vậy. Hai người này giống yêu nhau quá ha, lại quay quần không đến với nhau nữa. Gắn hơn không được. Được không? Làm ngó đi. Làm đi. Thử ơi, thử ghiền luôn á. 11 không có đâu nha. Có vô đây mới có thôi. Lỡ khu vực này lắm rồi, còn là lắm rồi. Nướng con nào cho vàng vàng cho anh làm xong. Con đó sắp đây nè. Từ cái bờ này chở ra ngoài thì có xào lúa được nha. Nhưng từ bờ này chở vô trong hầu như là mòm hả anh? Mòm đủ thứ có. Mòm, mòm móc, có ống. Năng. Năng là nhiều phải không anh? Năng là nhiều phải không? Năng thì cũng tương đối nó cũng vừa thôi chứ không có nhiều. Tú cá rô đó ăn không có được nên Tú. Anh lớn để anh nhường em Út rồi ăn chứ anh lớn anh ăn cái rô đó. Con nào chín chưa? Lên nó cũng thưởng tao còn chứ. Chín hả? Con nào chín chưa đưa chị? Cá lóc hả? Chưa, đợi chị chứ khó đợi 5 phút nữa thôi. Vô. Nữa hả? Vô nữa hả? Vô. 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 2 3 vô. À, chấm mai chấm đi. Những món ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ mình hết một con, giờ mình muốn bóc thêm một con nữa nè. Khung đó dữ lắm chục. Hồi đó là xong nó chăm sóc mình kỹ lắm, bây giờ cao. Không, bây giờ mà thương mình thế nào. Nè anh lúa. Nè là chưa ăn miếng gì. Ừ. Trong đó tao ăn miếng đu đủ mà. Vô nha các bạn. Còn nhân mối à. Cảm ơn người chồng. Hấp cho cái bọng ơi. Bọng đến nào? Dữ lắm. Vô nha các bạn. Quá luôn. Mặn. Được chứ không. Tôi tôi. Mặn ạ. Thôi đi. Cái này dài lên. Chua lùng hết nha các bạn. Rau sống. Hôm giờ mình ăn chua An Giang thôi, bữa nay mình ăn chua Đồng Tháp đi. Bước anh Tức ơi. Nè đùi nè. Dục cái đó đi. Từ từ em, còn ủng. Dục đi, xương không mà. Xương còn. Cái mỡ như mối béo. Còn gì chú nói nữa không? Mà con nhắn mối là nhà đi. Ăn cái mặt rất là đẹp nha. Da mặt mình á. Đúng rồi, mỡ nhắn mối á. Nhắn. Cá này chín nè. Chín nè. Cá kia đừng gấp nha. Cá gì chín đến nè. Đưa cho bà chị coi. Nhưng mà nán chút xíu. Dạ. Hai khui ra đừng khui liền nha. Hai chút khui hai cái gì vậy? Bóp vô cục hang luôn. Đây lấy cây khủi nó. Đây cái chân muối á. Muối tiêu này á. Chân muối tiêu đâu chị? Anh xé đi. Để đi, chị tự xé luôn chứ vậy. Em lột cái da đó ra làm. Sao rồi? Dạ. Ngồi xuống em, xé tiếp đi. Em đứng chung mới được. Dạ. Ngăn cái bụng rồi. Cực lắm. Ừ. Nè, vô nè, 1, 2, 3, vô. 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 1, 2, 3, vô. Alibaba, vô. Thôi, giờ đang ngủ luôn quá, bị say nắng nữa rồi. Quá ngon các bạn ơi. Bữa nay là mình chuyển qua hàng chục Đồng Tháp nha. Rồi bây giờ đi qua tới cái Tân Công Xính rồi. Ừ. 4 mấy 50 cây rồi nhưng mà vẫn có chuột nha các bạn. Thơm. Các bạn biết con cá này là con cá gì không? Con cá vô đồng á, nó bự vậy nè. Vô mề. Mà nướng một cái cá vô mề đồng. Quá mà thường thường người ta gọi đúng danh của nó là cá vô đồng tiếng nha các bạn. Tại vì cái biệt danh của đồng tiếng bây giờ là cá vô rất bự nha các bạn. Ăn được không lúa hả? Tao lộn thử em thử ăn được không? Thơm, ác đạn của Lê Trường rồi chứ. Không có chỗ nào có vô bự mà cá vô đồng tiếng các bạn. Hết sảy con mà bảy. Con cá này á, mình ăn vậy là nói chung là có lỗi lắm. Có lỗi với hơn ăn á. Có lỗi với anh em nè. Tại vì á, về mới mốt về á mà kiếm được cá này mới lạ. Làm gì ra? Ừ. Mấy người. Béo đã. Chào ba Sâm, ăn đi cho anh em, ta ăn người ta ba Sâm ăn anh em mình thấy dạ. Rồi ngại nè, không ăn
cực kỳ ngọt ấy. Cái em chị con nó ra đây chín chưa hả? Chưa ra được hả? Còn nóng lắm á. Ngồi đó chị ơi. Cái gì mà chỉ đây xong rồi, dạ ơi. Chính rồi, tách đường chỉ đi. Để anh tách ra. Năm ra. Ăn đi. Để anh hết, ăn hết còn cái mối. Tàn nhẫn trời. Ông gỡ ăn đi, tôi gỡ tôi ăn. Là khô. Có thể là nó khô đó. Đây. Mối nước đừng có khô vậy. Sao mà mình né hoài cái đó vậy? Mình ăn cái trước đi cho biết cảm giác đi chứ. Mình né đi. Ờ. Vô. Ở đâu? Vô anh tới. Vô. Trời trời béo không nội. Vô. Bữa nay vui quá. Vô. Chơi như vậy mới đúng là trải nghiệm phải không các bạn? Đưa cho ông anh quất cái bọng con chuột bự đi. Ôi nghe nó bự. Thịt chuột ối mà. Dập chuột mà ối mà làm sao ăn nổi. Mẹ kìa. Mới nãy anh chụp mà. Không có đâu. Nãy chụp còn. Con chuột chạy qua đá ông đá băng băng trời. Đá là đá banh vậy đó. Mà đá phải trúng đâu, đá hụt lắc không à. Cảm giác sao chú Tốt? Sống béo, nó béo thiệt. Béo. Cá còn sống. Sống đâu? Còn sống không mày? Anh đậu xanh. Các bạn ơi, Tuấn nói sống mà sao mà thấy gỡ ly chia cái tay kìa nha. Bên này nó sống nè, bên này nó hết rồi mà nó sống, lỡ rồi bên đây nó chín rồi còn lại. Các bạn không ăn à, mình ăn cảm thấy hình như nó không ngon hơn nha. Trời ơi. Tại bà nướng nè. Bỏ đi quê. Vớt nguyên cái trứng cá rô nè. Anh Tú ơi. Chơi phí quá anh Tú ơi. Lấy giữa trời. Bỏ đi quê. Ủa sao có trứng màu à, nó hai trứng đâu mà. Trứng kia tao nẻ rồi. Căng. Cái này biết cho tôi bao nhiêu dục nè. Nè. Trả được không em? Ăn đi. Ăn miếng thôi, ăn miếng thôi. Nè. Thôi được rồi em ăn như vậy. Bự đi. Thôi. Nè. Ê. Ăn gì mới ngon, ăn nhiều quá không? Ăn đi. Vô. Vô mấy chú ơi. Thấy me vô trời. Nè vô. Đủ hết lò nữa nha. Vô. 2, 3, vô. Cầm hai tay luôn. Mở ướt nhẹp hết trơn. Mở ghê hồn trời. Cá quá mập. Rồi con cá vô cái xong mà sửa lại cái gì ông ơi. Mới chả. Nè, mới trả rồi nó xì mở nè. Xé ra đi. Xì mở. Cái đó xé rồi mình để nó. Trời ơi, là trời, cái đồ con chuột nó vàng vậy các bạn. Quốc cái quần xinh anh Tâm ơi. Chấm vô miếng rồi. Đây. Trời ơi. Trời. Căng quá. Căng. Ăn gì biết là chết trời. Giòn. Quốc cái quần xinh luôn coi. Giòn ghê vậy. Ông nhai nghe sột sột. Y giang quá. Y giang bánh tráng vậy. Đã. Qua đây ăn chuột nướng đồng nè anh Giỏi ơi. Hết sảy con 17 luôn hả anh Tâm? Hết sảy luôn. Anh Tâm lên trước luôn không chịu đi ha. Trốn luôn ha. Nói chơi vậy chứ anh Giỏi bận công chuyện nhà nên không có đi được ha. Gần năm giỗ đám bọng gì hay gì rồi. Ở đây em ăn thế cho anh cái đùi chuột này nha. Anh Giỏi quá trời anh nè. Thấy mồi ngắn quá. Biết sao qua này quá trời. Quá trời cá luôn mà bây giờ cá em cũng hơi ngán hơi nữa. Sao chị chín chị? Chín. Bữa đầu nó ngon một cái kinh khủng luôn á. Cá cái vụ sụp giờ. Bữa đầu mà nướng mấy con cá này dinh đó. Cũng nhiều quá bây giờ nghỉ vài bữa ăn thịt bò đi rồi cái bắt đầu ăn thịt cá lại là nó ngon. Thịt bò đâu ăn? Không có gì mà đổ nước mắm mà mình ăn khô quẹt không ấy. Đừng ăn gì chưa hả? Vì mua tàu hủ ăn đi. Cho dễ tiền chứ. Tàu hủ nó còn ngán nữa. Vì gần gì cái mình giống như mình ngán con mắt vậy á. À. Mình ăn mắt chứ mình không ăn bao nhiêu chứ. Mắm một ngày thôi, bữa sau là mình. Kìa mày pha cho mày đồng kỹ cá nộp ngoài ra như trong hầm cho nó giận sống. Cha sáng nước lên. Thịt nó có sớ luôn. Dạ. Mình ngán con mắt chứ mình ăn đâu có nhiều đâu. Cá quạt vô. Ha, quạt vô nè. Quất. Thực ra làm gì đổi trời. Dạ. Vô anh ơi. Đổi được chú. Vô. Anh nó vô cái này luôn hết lòn đó nha. Mà bữa nay mồi rất nhiều nha các bạn. Như mình biết có hai người bạn đây là mình là uống bia mà ăn me nha các bạn. Bây giờ mình không ăn chuột ăn me ăn cá lóc kìa, không ăn chuột ăn cá lóc kìa. Đúng rồi. Nó không ăn ngán. Ngán gì nữa, ngán nước mắt nước miếng nó chào ra mà ngán cho được. Ngon thì xong. Các bạn biết con này là con gì không? Ăn thịt chuột kèm cá lóc đồng các bạn ơi. Ăn là phải ăn một cặp. Anh Tú với Ba La Song đi bắn hồi nãy. Cảm ơn
Trong thời lúc trong lúc đang nướng chuột mấy anh em đi vòng vòng bắn cá bên đây quá trời cá. Các bạn ơi. Cá lóc mà bắn vậy đó các bạn. Cá rô. Đây là những miếng thịt cuối cùng nha các bạn. Anh Tú đang thưởng thức nè. Đây có ngút ngút rồi. Đó ngon. Chùm hết nó hết cho kia. Rồi chùm cái này mập á. Lúa không biết làm sao nha. Nước thì ngập trời gì nè. Mà cái dòng ranh gì mà con chuột nó mập mà nó ăn cái gì luôn không biết. Ăn đất, ăn nước. Độ với ăn cá với đấy mà. Cá với ốc. Đúng rồi. Quốc anh Tú ơi. Lắm đầu mình mới ăn chuột cái lai nhiều quá. Rồi anh em mình về các bạn ơi. Rồi về. Yeah. Rồi chào các bạn, thì nhóm lúa vừa ăn xong á, bây giờ mấy anh em dọn đồ đi về trong nhà. Dạ. Dạ các bạn ơi. Anh Tâm đang ghe lại nè. Bia anh Tú ơi. Uống người con lon một mà, uống hết nổi rồi. Cầm vô. Rồi, có chân, có chân, có chân. Rẻ rồi đâu, rẻ đâu nha các bạn. Rẻ rồi à. Câu cá không vậy? Để chỉnh lên nha. Đóng, đóng, đóng cái lại bắt lại. Rồi, nguy hiểm quá anh Giang. Ơi. Em xuống xuồng nó đi về các bạn. Lấy cặp xe, cặp xuồng xác nó cho chị vô nè. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, chị xuống nè, chị xuống nha xuồng. Cẩn thận nha chị. Ê, Tâm đi ngồi Tú. Rồi xuống đi, ta bước xuống mà đứng nó lắc thì sao? Ngồi xuống, ngồi xuống. Xuống dưới thì ngồi đi, người sau ta đi sau, đi lắc. Alo nghe em ơi. Ê, bỏ lúa hả? Căng, căng. Bỏ lúa căng. Lương ngày mai mẹ có. Bước xuống đi lúa. Thấy sai sai sao? Lên, lên, lên giùm em cái áo nè. Áo. Ây da, ây da. Cái chẻ có chẻ đâu không? Súng có chưa? Rồi, đi ra ông đây. Đưa xuống lên đó trước chút. Bơi ra ngoài trước. Trời. Bơi ra ngoài trước đi cho khỏi tình dịch để chạy nè. Cho em nó nói trước chút nữa mới được cái chân cái máy rồi. Rồi, dọc. Rồi. Xuống đây cho khỏi. Lấy cái tay lên này nha, cầm mấy trên đừng cầm mấy dưới. Ừ. Xong, cái tay trên á. Thôi đi về nha các bạn. Từ từ Tú ơi.
tới nhà các bạn ơi. Quá nắng này. Sau một chuyến đi đầy thú vị thì anh em đã về tới nhà các bạn. Trời anh hái sáo nào dừa nữa. Không lẽ? Trời đất ơi. Tới anh hai ơi. Mấy anh muốn làm sao mấy anh làm. Ơi chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi trưa thật nhiều niềm vui. Mình mua anh chào đây. Các bạn. Chào các bạn ơi. Chào đi. Chào các bạn nha.